Ngày nào còn bỡ ngỡ loay hoay trước cổng trường, lòng thoáng chút bâng khuâng với ngôi trường mới ấy. Đỏ tươi chùm phượng vĩ, rung rinh cành lá đa, dường như muốn thì thầm: bạn ơi, học chăm nhé. Chính thức trở thành những học sinh của ngôi trường này vào một ngày mùa thu tháng 9. Chắc vì cái nắng mùa thu êm dịu cùng cảnh vật hiền hòa mà chúng tôi nhanh chóng thấy ngôi trường rộng lớn này cũng trở nên thân quen quá. Trường của chúng tôi mang tên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, vị bộ trưởng đầu tiên đã đi vào lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam. Ngôi trường khuất sau hàng keo xanh mướt và cây đa già cổ thụ, nhìn khuôn viên khang trang và đẹp đẽ hiện nay, có lẽ chúng ta cũng phần nào hiểu được trường đã phát triển và thay đổi như thế nào. Được thành lập vào những ngày mùa thu năm 1969, ban đầu trường mang tên trường cấp 3 Yên Sơn. Thời gian đầu thành lập, dù chỉ có vài lớp học lợp lá đơn sơ cùng 7 thầy cô giáo, nhưng ở nơi đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui của thầy và trò cùng không khí hăng say học tập. Tính đến nay, trường đã trải qua 40 năm, những trang sử của nhà trường ngày một dày hơn nhờ những thành tích đạt được. Nơi đây giờ đã đổi thay rất nhiều, khang trang hơn, cơ sở vật chất hiện đại hơn, nhưng tinh thần học tập và không khí rèn luyện hăng say thì vẫn nguyên vẹn. Chính điều đó đã làm nên một truyền thống thi đua của nhà trường. Trường còn rất mạnh trong các phong trào. Nhà trường, đoàn trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thi tri thức, ngoại khóa. Các phong trào ủng hộ người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách rất được quan tâm. Vâng, như lời bài hát của thầy giáo Nguyễn Văn Trung, đến với trường là đến với tương lai. Với mỗi học sinh chúng tôi, đến với ngôi trường này, chúng tôi không chỉ được học tập kiến thức, văn hóa, mà còn được học rất nhiều điều bổ ích. Học cách làm người, học cách đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, học cách quan tâm đến bạn bè, học cách để trở thành một người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô như một người cha, người mẹ, luôn tận tụy hết lòng vì những đứa con thân yêu. Tri thức là biển cả mênh mông và thầy cô như những người lái đò, chèo lái con thuyền vượt bao thác gành để đưa chúng con đến với bến bờ hạnh phúc. Nhìn dáng thầy say sưa giảng bài, chúng con cảm thấy mình cần nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa vì sự tận tụy hết mình của thầy.
Hãy một lần.